mình rất thích ăn cổ gà. Gà chấm với muối tiêu nha. Trời ngon quá. Rất là giòn luôn. Nhà nha, mình vừa mới đến thị trấn Mộc Châu. Vậy đây là quốc. Rồi mình sẽ vào đây ăn trưa nha, ăn một số món ăn đặc sản của Mộc Châu. Nổi bắp chuối không? Hả? Nộm hoa chuối. Ở ngoài này gọi cái này là nộm hoa chuối, còn trong mình gọi là gỏi bắp chuối. Cũng có hạt mè, rồi đậu phộng. Cái này là rau, này rau gì ta? Rau thơ, ngò hả? Thì ăn cũng giống trong mình. Do có mè, có đậu phộng á, nhìn nó hình như nó ngon hơn trong mình. Lạ không? Người ta cho mình ba cái chén nè, đây là đậu phộng với hành phi, nghe là gì mình cũng biết nữa. Xôi, xôi này là xôi em, mình sẽ chấm với em, chắc chấm với này quá, chắc vậy quá. Gà, gà đây là gà, đi lên núi là phải ăn gà, thơm quá. Ngon, nó giòn rụm mà, nó cái gì rồi, nó giòn rụm à, còn mọi người chín giòn, có, gà dưới, mình lấy miếng da cho bạn xem, giòn. Đúng là lên núi ăn gà có khác. Bánh tre đã xứ gà rồi, nhưng mà gà thả vườn thôi, còn gà nhảy đồi. Thịt nó khác nha Lâm. Đây mình cho các bạn xem một miếng da nữa nè. Mình lấy miếng da cho em xem nha. Đây, miếng da. Đó, cắm một cục thôi. Quá ngon. Cảm ơn nha. Đây là thịt bê. Không có đe bùi mơ 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 bê bắp thấu. Bê bắp thấu. Mình sẽ ăn thử một miếng. Đây, mình sẽ ăn thử một miếng bê rồi mà. Đây là bê bắp thấu trái chanh ngoài này nha. Đây mình sẽ chấm với cái nước chấm hồi nãy á. Miếng da nó dai quá. Nước chấm nó lạ. Mình rất thích ăn cổ gà. Gà chấm với muối tiêu nha. Trời ngon quá. Rất là giòn luôn. Gà này hồi nãy gà quên đi quá nè. Gà gì? Cái gì? Gà nướng lưu hả? Chào cả nhà nha.